Xin chào tất cả mọi người, mình là Sơn Thái và chào mừng mọi người đã quay trở lại với series các clip giải thích về kỹ năng các vị thần trong Smite của mình. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tới với Cuchulain, hay còn có biệt danh là chó săn xứ Ulster, một trong những vị thần, những anh hùng nổi tiếng nhất trong thần thoại Celtic. Đầu tiên, chúng ta sẽ nói về nội tại cũng như là điểm đặc biệt của Cuchulain. Cuchulain là một trong số ít những vị thần ở trong Smite không sở hữu thanh mana, thay vào đó, lượng max mana tới từ các vật phẩm cũng như là các hiệu ứng mà Cuchulain được nhận sẽ được chuyển hóa thành một lượng max máu. Ngoài ra thì tốc độ tự hồi phục mana cũng như là kinh lượng mana được hồi tới từ các vật phẩm cũng như là các hiệu ứng từ các kỹ năng mà Cuchulain nhận được sẽ được chuyển hóa thành cái lượng cái tốc độ tự hồi máu cũng như là cái lượng máu được hồi cho Cuchulain. Và thay vì sử dụng mana để kích hoạt các kỹ năng, Cuchulain có cho mình một thứ gọi là điểm cuồng nộ, tương tự như một số nhân vật ở trong LOL. Nếu như bạn nào đã từng chơi Liên Minh Huyền Thoại thì chắc chắn không còn xa lạ gì với việc sử dụng điểm nộ, đúng không ạ? Điểm nộ của Cuchulain có mức mặc định bắt đầu là 25 điểm và sẽ tự hồi phục theo thời gian mỗi khi nó giảm xuống dưới mức độ đó, và sẽ dừng tự hồi phục khi đạt 25 điểm trở lại. Đồng thời, tốc độ hồi phục điểm nộ của Cuchulain sẽ được tăng đáng kể khi anh ta ở trong phạm vi khu vực tháp hồi máu và mua đồ ở nhà chính của chúng ta. Một điều cực kỳ quan trọng nữa đó là điểm nộ của Cuchulain sẽ được tăng lên mỗi khi anh ta gây sát thương lên cho một kẻ địch, bao gồm lính đi đường, quái rừng và tất cả các vị thần bên phe địch đối phương bằng đòn đánh thường cũng như là các kỹ năng của anh ta. Duy nhất chỉ có kỹ năng thứ hai là sẽ không cộng điểm nộ cho Cuchulain khi gây sát thương lên cho kẻ địch ở xung quanh. Với mỗi đòn đánh thường gây sát thương lên kẻ địch, Cuchulain sẽ được cộng một điểm nộ. Và với các kỹ năng 1, 3 và 4, Cuchulain sẽ được cộng một lượng điểm nộ mặc định tùy theo từng kỹ năng 1 cũng như là số lượng mục tiêu mà Cuchulain gây sát thương lên bằng các kỹ năng đó. Cụ thể như thế nào thì mình sẽ nói ở trong phần giải thích của từng kỹ năng 1. Ngoài ra, điểm nộ của Cuchulain cũng sẽ được cộng 0,5 điểm tương ứng với mỗi lần bản thân anh ta hoặc các vị thần đồng minh ở xung quanh anh ta nhận sát thương. Mỗi khi điểm nộ của Cuchulain đạt mức 85 điểm, trong vòng 3 giây tiếp theo, anh ta sẽ biến bản thân mình thành một con quái vật và có cho mình một bộ kỹ năng hoàn toàn mới, đồng thời được cộng thêm một lượng sức mạnh vật lý và có một chiếc khiên máu ngay sau khi hóa thành quái vật. Trong thời gian hóa thành quái vật, anh ta có thể liên tục sử dụng kỹ năng thứ hai của mình, tự động sử dụng kỹ năng thứ hai của mình mà không cần kích hoạt. Đồng thời, tất cả các kỹ năng của anh ta sẽ được sử dụng mà không cần mất một điểm độ nào. Cái mức điểm nộ sẽ được đưa về mức mặc định là 25 và giữ nguyên mức độ này khi anh ta trở lại trạng thái bình thường của mình. Trạng thái quái vật của Cuchulain sẽ được duy trì trong thời gian mặc định là 20 giây. Nếu trong vòng 3 giây kể từ khi đạt 85 điểm độ, Cuchulain đưa mức độ của mình trở về dưới mức 85, anh ta sẽ dừng việc hóa thành quái vật. Tiếp theo, chúng ta sẽ nói về 4 kỹ năng kích hoạt của Cuchulain ở dạng người. Về kỹ năng thứ nhất, khi kích hoạt kỹ năng này, Cuchulain sẽ phóng ra cái giá của mình theo đường thẳng, đi xuyên qua và gây sát thương cho tất cả mục tiêu ở trên đường thẳng đó. Với các loại lính nhỏ, chúng sẽ bị làm choáng 2 giây sau khi dính kỹ năng này, và tất cả các mục tiêu bị dính kỹ năng này sẽ bị giảm 50% lượng hồi máu trong vòng 4 giây tiếp theo. Mỗi khi kích hoạt trừ 1, Cuchulain sẽ bị trừ 9 điểm nộ. Bù lại, anh ta sẽ được cộng 5 điểm nộ tương ứng với mỗi lính hoặc là quái rừng mà anh ta gây sát thương lên bằng kỹ năng này, và được cộng 8 điểm tương ứng với mỗi vị thần phe địch mà anh ta gây sát thương lên bằng kỹ năng này. Lượng điểm nộ tối đa mà anh ta có thể nhận được trong một lần sử dụng trừ 1 là 18 điểm. Kỹ năng thứ hai ở dạng người của Cuchulain khi kích hoạt sẽ tỏa ra khí nộ ở xung quanh anh ta trong vòng 6 giây tiếp theo. Tất cả các mục tiêu trong khu vực này sẽ bị gây sát thương mỗi 0,5 giây, đồng thời Cuchulain được cộng 5% tốc độ di chuyển trong thời gian 6 giây này. Kích hoạt kỹ năng thứ hai sẽ làm giảm 16 điểm nộ của Cuchulain, đồng thời anh ta sẽ không được cộng điểm nộ từ việc gây sát thương lên cho kẻ địch bằng kỹ năng này. Về kỹ năng thứ ba của Cuchulain ở dạng thường, khi kích hoạt kỹ năng này, Cuchulain sẽ lộn về phía trước, gây sát thương cho tất cả kẻ địch ở trong khu vực đắp đất và theo đường thẳng phía trước mặt. Tương tự kỹ năng thứ nhất, khi kích hoạt kỹ năng thứ ba này, anh ta sẽ bị trừ 9 điểm nộ và được bù lại 5 điểm nộ tương ứng với mỗi lính quái mà anh ta gây sát thương và 8 điểm nộ tương ứng với mỗi vị thần phe địch mà anh ta gây sát thương lên, tối đa là 18 điểm nộ trong một lần sử dụng. Một điểm đáng chú ý nữa ở chiêu 3 ở dạng người của Cuchulain đó là kỹ năng này có thể giúp bạn nhảy xuyên qua các vật cản, qua tường, miễn là độ dày của chúng trong khoảng cách cho phép. Về chiêu cuối của Cuchulain ở dạng người, khi kích hoạt kỹ năng này, Cuchulain sẽ quăng cái giá của mình theo hình tròn xung quanh bản thân, gây sát thương tất cả mục tiêu và hất tung chúng lên trời. Khi thực hiện kỹ năng này, Cuchulain sẽ được hưởng hiệu ứng miễn nhiễm CC.
Lượng điểm nộ để kích hoạt chiêu cuối là 14 điểm và cô Chulain sẽ được cộng 10 điểm tương ứng với mỗi quái lính mà anh ta gây sát thương lên và cộng 26 điểm tương ứng với mỗi vị thần phe địch mà anh ta gây sát thương lên bằng kỹ năng này, tối đa là 36 điểm trong một lần sử dụng. Về các kỹ năng ở dạng quái vật của cô Chulain, khi kích hoạt kỹ năng 1, cô Chulain sẽ đập về phía trước gây sát thương đều đường thẳng cho tất cả mục tiêu ở trong khu vực đó, đồng thời chói chân chúng trong vòng 1 giây. Kỹ năng thứ hai của Kuchulain ở dạng quái vật về cơ bản không khác với dạng thường, duy nhất chỉ có một điều đó là kỹ năng này sẽ được tự động kích hoạt và được duy trì liên tục cho tới khi Kuchulain kết thúc trạng thái quái vật của mình. Một điểm đáng chú ý nữa ở chiêu 2 của Kuchulain đó là kể cả ở dạng thường, bạn chưa cộng điểm vào chiêu 2 thì khi hóa thành quái vật, chiêu 2 của bạn vẫn sẽ tự động kích hoạt. Kỹ năng thứ ba của Kuchulain ở trạng thái quái vật, khi kích hoạt kỹ năng này, Kuchulain sẽ lao về phía trước gây sát thương cho tất cả các mục tiêu ở trên khu vực đó, đồng thời đẩy chúng theo mình và làm choáng chúng. Kỹ năng cuối của Kuchulain ở trạng thái quái vật, khi qua kỹ năng này, Kuchulain sẽ hét lên gây sát thương cho cả mục tiêu ở xung quanh và khiến cho chúng bị nhiễm hiệu ứng tremble, hiệu ứng rung động trong vòng 1 giây. Và tương tự như dạng thường, khi qua chiêu cuối ở dạng quái vật, Kuchulain cũng sẽ được hưởng hiệu ứng miễn nhiễm CC. Tiếp theo, mình sẽ chia sẻ một số tip để giúp các bạn chơi Kuchulain một cách hiệu quả hơn. Có hai mẹo chính và quan trọng nhất mà chúng ta cần phải nhớ. Mẹo thứ nhất đó là biết cách để nâng điểm nộ một cách nhanh nhất. Trong giai đoạn đầu game, đặc biệt là trong giai đoạn đầu game khi chúng ta đi lên, Kuchulain thường xuyên được pick ở vị trí đi solo lên, thì ở ngay level 1 chúng ta sẽ cố gắng tập trung clear lính, spam chiêu 1 chúng hết cả 7 lính để tích điểm nộ một cách sớm nhất và clear lính nhanh nhất. Tiếp tục đó ở level 2 khi có chiêu thì cộng 1 điểm vào chiêu 3, chúng ta sẽ tiếp tục làm điều tương tự khi sử dụng chiêu 3. Và nếu có thể, khi đối phương đứng ở lẫn trong hàng minion của đối phương, chúng ta hãy spam chiêu làm sao để trúng cả vị thần phe địch của đối phương cũng như là minion của đối phương, để tối ưu hóa cái việc vừa rỉa máu đối phương, vừa cộng thêm nhiều điểm nộ nhất có thể. Luôn luôn đặt cái điểm nộ cộng tối đa cho mỗi lần sử dụng chiêu 1 và chiêu 3 đó là 18 điểm trên một lần sử dụng. Điều này sẽ giúp bạn nhanh chóng đạt được trạng thái hóa quái vật ở những cái level đầu tiên của mình, từ sau đó tạo được cái lợi thế, bởi vì cái trạng thái quái vật ngay từ đầu game đã cho bạn cái lượng physical power cộng thêm cũng như là có một chút cái giáp máu khi mà hóa thành quái vật, giúp bạn nhanh chóng đè lên rỉa máu đối phương, chèn ép đối phương để chúng ta farm một cách hiệu quả hơn và thậm chí kiếm được cái mạng đầu tiên của đối phương một cách dễ dàng. Và mẹo quan trọng thứ hai mà chúng ta cần phải nhớ đó là luôn luôn giận dữ nhưng phải biết kiểm soát cơn giận của mình. Tell him to suit up. I'm bringing the party to you. I don't see how that's a party. Dr. Banner, now might be a really good time for you to get angry. That's my secret, Cap. I'm always angry. Hãy cố gắng giữ Kuchulain không bị biến thành quái vật khi chúng ta chưa thực sự cần thiết. Ở giai đoạn đầu game, bạn sẽ muốn hóa thành quái vật bất cứ lúc nào mà bạn có thể hóa thành càng nhanh càng tốt để nhanh chóng clear lên và đối đầu với solo lên của đối phương. Tuy nhiên, ở giai đoạn giữa và sau game, khi bạn đã tham gia vào combat cùng với team hoặc là hỗ trợ đồng đội đi gank một kẻ địch nào đó, thì bạn sẽ muốn giữ cái trạng thái của mình ở gần với cái mức mà hóa thành quái vật nhất, và bạn sẽ không muốn hóa thành quái vật trước khi tham gia vào combat. Như vậy sẽ khiến cho đến lúc combat bạn bị giảm đi hơn một phần nửa sức mạnh của mình. Và như vậy thì chúng ta hãy cố gắng là giữ cái mức nộ của chúng ta ở xung quanh cái khu vực gần điểm khoảng 85-80 điểm. Và cứ mỗi khi mà chúng ta chưa muốn hóa mà điểm thịnh nộ của chúng ta đã đạt đến 85 thì hãy cố gắng trong vòng 3 giây tiếp theo trước khi hóa, chúng ta hãy dùng một kỹ năng nào đấy vào cái khu vực mà không có đối phương để giảm cái điểm nộ của chúng ta đi xuống còn mức dưới 85. Chúng ta có thể làm điều này bằng hai cách chính, đó là sử dụng chiêu 1 và chiêu 3 vào cái khu vực không có ai. Thứ hai là đơn giản hơn cả và hiệu quả nhất, đó là sử dụng chiêu 2 ngay lập tức ở bất cứ lúc nào cũng được, bởi vì chiêu 2 sẽ trừ đi những 16 điểm nhận, 16 điểm nộ chắc chắn rằng sẽ trừ cái điểm nộ chúng ta xuống dưới mức 85 kể cả chúng ta đã lên max đến 100. Và thứ hai là chiêu 2 này sẽ không cộng điểm nộ bù lại khi mà chúng ta gây sát thương cho kẻ địch xung quanh bằng chiêu này. Thì đây chính là cái cách hiệu quả nhất
và cũng là công dụng chính hiệu quả nhất từ cái chiêu 2 này của Kuchule. Tip thứ 3 đó là hãy cố gắng sử dụng hết các kỹ năng mà bạn đang có trên người trước khi hóa thành quái vật, bởi vì ngay khi hóa thành quái vật chúng ta sẽ có một kỹ năng mới và cooldown có sẵn và có thể thực hiện ngay. Và hãy cố gắng nhớ rằng hãy thực hiện chiêu cuối của bạn ở dạng quái vật trước khi chúng ta trở thành dạng người, bởi vì cái cooldown của các chiêu ở dạng quái vật và ở dạng người hoàn toàn không liên quan đến nhau. Vì vậy hãy cố gắng tận dụng chiêu cuối của bạn ở dạng quái vật, đừng để lãng phí nó. Thể cả ngay khi mà không có vị thần phe địch của đối phương, hãy sử dụng chiêu cuối đó để clear quái cũng được. Tip cuối cùng và cũng là một trong những điểm lưu ý, đây là một cái điểm mà nhiều người mới chơi Kuchule thường sai, thường hiểu sai, đó là cái việc mà nội tại của Kuchule được biến 20% mana đó thành cái lượng máu. Thì nhiều người sẽ hơi bị nhầm khi nhìn thấy cái nội tại này và nghĩ rằng nó sinh ra là để dành cho Kuchule build mà nhiều mana để được cộng máu, nhưng không. Bản chất của cái này, cái tỷ lệ này nó sẽ thấp hơn nhiều so với cái lượng máu mà bạn nhận được từ các item thuần, các item tanh thuần có cộng nhiều máu trực tiếp như thế này. Bởi vì 20% của lượng mana với một cái item cộng nhiều mana nhất mà mình nhớ đó là Breastplate với lượng mana đó là 300. Một cái đồ tanh với lượng mana là 300 cũng không thể nào được nhiều máu như một cái Sovereignty. Thì rõ ràng là nếu mà bạn ham hố cái việc mà build những cái item tanh mà cộng thêm mana ấy, thì nó sẽ không thể nào hiệu quả bằng việc build cái item tanh mà cộng thuần máu như thế này. Về thứ tự ưu tiên nâng điểm kỹ năng, ở level 1 chúng ta sẽ cộng 1 điểm cho chiêu 1, bởi vì đây sẽ là kỹ năng giúp chúng ta điên đam hiệu quả nhất, clear quá hiệu quả nhất và điên đam hiệu quả nhất lên đối phương. Ở level 2 chúng ta sẽ cộng 1 điểm cho chiêu 3, vì chiêu 3 sẽ là chiêu còn lại giúp chúng ta clear quái cũng như là gây sát thương cho đối phương, đồng thời là cộng cái điểm nộ bổ sung thêm cùng với chiêu 1 giúp chúng ta tăng nộ cách nhanh nhất. Ở level 3 chúng ta sẽ quay lại cộng 1 điểm cho chiêu 1, và level 4 lúc này chúng ta sẽ có hai lựa chọn, đó là một là cộng 1 điểm cho chiêu 2 và hai là cộng 1 điểm cho chiêu 3. Thì thường ấy, đa số người chơi người ta sẽ cộng 1 điểm cho chiêu 3 và bỏ ngỏ cái chiêu 2 lại, bởi vì chiêu 2 thực sự chỉ cần thiết khi mà bạn chưa làm quen với cái việc mà kiểm soát cái lượng nộ của bạn. Và lúc này bạn cần có chiêu 2 để kiểm soát cái lượng nộ đến một cách hiệu quả hơn, để tránh cái việc mà hóa thành quái vật một cách không cần thiết. Tuy nhiên thì ở giai đoạn đầu game ấy, việc chúng ta hóa quái vật thường xuyên và liên tục nó là điều hết sức là bình thường, bởi vì đa số giai đoạn đầu game chúng ta luôn luôn đối đầu với solo lane của đối phương và farm liên tục. Vì vậy là cái việc mà tối ưu và hóa quái vật liên tục sẽ giúp chúng ta clear quá nhanh hơn, gây sức ép được lớn hơn, sẵn sàng chết đam với đối phương một cách hiệu quả. Vì vậy không có lý do gì để cộng chiêu 2 sớm như vậy. Và ở level 5, chúng ta sẽ cộng, ngay khi được cộng chiêu cuối, chúng ta sẽ cộng 1 điểm cho chiêu cuối. Tiếp theo đó, chúng ta sẽ ưu tiên mắc điểm các kỹ năng như sau. Đó là có chiêu cuối thì luôn luôn cộng chiêu cuối. Và 3 kỹ năng còn lại chúng ta sẽ ưu tiên mắc 1 trước, sau đó là 3 và cuối cùng là 2. Kỹ năng 2 chúng ta thậm chí có thể để mãi về sau game, đến giai đoạn cuối game chúng ta mới cộng cũng được, sau khi đã xong hết chiêu 1 và chiêu 3. Hoặc là bạn muốn có, bạn có thể cộng sớm hơn một vài level, cộng lên 1 điểm để bạn có được cái nội tại cộng thêm 5% tốc độ di chuyển, dù nó không nhiều, tuy nhiên trong một số trường hợp nó vẫn có ích. Thì đó là lựa chọn của bạn. Vậy là chúng ta đã cùng nhau hoàn thành xong clip ngày hôm nay về việc giải thích kỹ năng của Kuchule, chó săn sự Oster trong thần thoại Centic. Mong rằng clip ngày hôm nay sẽ có ích đối với những bạn mong muốn làm quen với vị thần này. Và nếu mọi người thấy clip bổ ích, hãy like và subscribe để ủng hộ mình làm tiếp những clip trong series này nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những clip lần sau, và đừng quên, ai muốn mình làm clip cụ thể về một vị thần nào trong Smite, hãy để lại ý kiến ở trong phần bình luận và mình sẽ cố gắng đáp ứng trong thời gian sớm nhất có thể. Hẹn gặp lại mọi người, mình là Sơn Thái. See ya.